Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Ca sĩ Ngọc Châu chính thức trở thành đại sứ thương hiệu cho hoa viên Bình An Long Thành tại buổi lễ được long trọng tổ chức vào ngày 1 tháng 11 năm 2019 tại khách sạn Vinpearl Resort Mạc 81. Cũng trong dịp này, Ngọc Châu chính thức ra mắt DVD La Show Tự Tình Bolero nhân kỷ niệm 15 năm ca hát. Tại sự kiện ra mắt DVD Tự Tình Bolero, Ngọc Châu tuyên bố hiến tặng sau khi qua đời. Đây là quyết định hoàn toàn bí mật của Ngọc Châu và gia đình không hề hay biết. Anh tâm sự chắc chắn sẽ gặp phản ứng trái chiều từ gia đình song sống tại Mỹ nên anh có suy nghĩ thoáng hơn. Ngọc Châu hy vọng khi chết đi thì một phần cơ thể còn có thể giúp người khác, để họ thấy ánh sáng, tim còn đập. Một năm qua Ngọc Châu không trò chuyện cùng mẹ. Lý do, đến nay bà vẫn không ủng hộ quyết định dốc tiền đầu tư cho ca hát của con trai. Nhân đây Ngọc Châu bày tỏ tấm lòng, mong mẹ thấu hiểu cho anh theo nghệ thuật vì đam mê ngấm vào máu không thể từ bỏ được. Ngọc Châu gửi lời cảm ơn nghệ sĩ Ngọc Huyền, Đông Đảo, Kali, Thi Nhung, Phi Phụng, Tiểu Linh giúp mình hoàn thành DVD lần này. Người mẫu Yến Như mặc trang phục áo dài của nhà thiết kế sĩ Hoàng trao tặng. Áo dài này được Hoa Viên Bình An mua lại với giá 70 triệu đồng, lưu giữ tại khu bảo tàng của Hoa Viên. Số tiền 70 triệu phục vụ công tác thiện nguyện. Đến sớm 30 phút tại sự kiện, cô Hoàng Lan cho biết mấy ngày nay hạnh phúc vì quán bán ổn. Cô hy vọng vẫn được yêu thương thời gian tới. Riêng Ngọc Châu, cô cảm kích vì tình yêu thương của đàn em dành cho mình. Nữ nghệ sĩ gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Ngọc Châu và Hoa Viên Bình An hỗ trợ mình 20 triệu đồng mua thuốc men chữa trị. Nghệ sĩ Phi Phụng vui mừng vì đàn em có thành quả tốt đẹp sau thời gian dài đam mê nghệ thuật. Cô đánh giá Ngọc Châu có tài, giọng hát tốt và có âm với nghệ thuật. Tiểu Linh Mai Sơn chạy vội đến chúc mừng đàn em rồi sau đó trở về đi Hàn Quốc. Họ vừa hoàn thành những cảnh quay cho dự án Du Tuyết Ma. Ca sĩ Quốc Cường bom hiếm hoi xuất hiện khi tập trung cho việc sản xuất âm nhạc. Lâm Vũ đi sự kiện cùng bà xã Hoa Hậu, cô con gái quậy tiếu tít giữa sự kiện. Gia Bảo đến chúc mừng Ngọc Châu. MC Anh Quân đến sự kiện cùng ca sĩ Diễm Phương. Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam đến chúc mừng Ngọc Châu sau nhiều năm ở ẩn. Sau buổi ra mắt DVD Tự Tình Bolero, live show Ngọc Châu diễn ra vào 8/11 sắp tới tại phòng trà VNE. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.